Vâng, vậy là năm Nhâm Dần lại trôi qua, đồng thời xuân Quý Mão lại về. Lần đầu tiên cho phép công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ô tô Thái Bảo xin gửi lời chào trân trọng tới quý khách hàng cũng như các đối tác đã, đang và sẽ hợp tác với công ty. Thay mặt toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thái Bảo Lạng Sơn, tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang tín nhiệm, quan tâm cũng như ủng hộ các sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi cung cấp trong suốt thời gian vừa qua. Chúng tôi luôn tâm niệm rằng sự ủng hộ, yêu mến và niềm tin từ phía quý khách và đối tác đã dành cho công ty trong suốt thời gian vừa qua chính là sự thành công lớn nhất của chúng tôi. Để đáp lại tấm thịnh tình này, chúng tôi hiểu rằng cần phải nâng cao chất lượng dịch vụ và sản phẩm tốt hơn nữa để không phụ niềm tin, sự ủng hộ của quý khách và các đối tác. Nhân dịp năm mới sắp về, chúng tôi xin trân trọng gửi tới mọi người những lời tri ân sâu sắc và chân thành nhất. Kính chúc cho mọi người một năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công và thịnh vượng. Công ty hứa hẹn sẽ mang đến cho quý khách hàng sản phẩm tốt nhất, bảo hành dài nhất, giá cả hợp lý nhất, ba nhất ạ. Và đặc biệt là đổi xe cũ lấy xe mới.